Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu trình chiếu ảnh cưới kỷ niệm cực kỳ lãng mạn và đậm chất điện ảnh. Và cái mẫu này nó dành cho cái phần mềm dựng phim Adobe Premiere Pro. Và đây nó là một cái mẫu rất là dễ thương và đẹp mắt. Cái mẫu này nó có hai cái phiên bản. Phiên bản dài đầu tiên nó là hơn 3 phút, chứa 32 cái lớp văn bản và có thể chỉnh sửa trực tiếp, và 32 cái mục giữ chỗ hình ảnh. Và cái phiên bản thứ hai nó là 1 phút 28 giây. Nó chứa 13 cái lớp văn bản và nó ngắn hơn, và nó có thể chỉnh sửa và có 13 cái chỗ giữ hình ảnh. Và cái mẫu này nó rất đơn giản và tối giản, nó và những cái phông chữ của nó là miễn phí, và các bạn có thể sử dụng nó cho những cái dự án như là những cái trình chiếu đám cưới kỷ niệm dễ thương, trình chiếu sinh nhật, quảng cáo sản phẩm và những cái phần giới thiệu ngắn, phim giới thiệu. Và nó có thể là làm cho được những cái dạng mà mở những cái phần mở đầu hội nghị cho kênh YouTube và quảng cáo trên mạng xã hội. Và cái định dạng này, cái dự án này nó có sẵn ở cái định dạng độ phân giải 4K, và nó tương thích với cái phần mềm Adobe Premiere Pro CC 2017 trở lên. Độ phân giải của nó là 4K, và điều đặc biệt của nó là không cần sử dụng plugin, và các bạn có thể sử dụng trực tiếp ở trong cái mẫu này. Và bạn nào muốn có cái dự án này để phục vụ cho cái trình chiếu video đậm chất điện ảnh và kỷ niệm lãng mạn này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở trên Zalo hoặc là trên Facebook. Và để sử dụng cái mẫu trình chiếu ảnh cưới kỷ niệm lãng mạn và đậm chất điện ảnh thì các bạn mở cái thư mục Wedding Slideshow ở đây lên, và các bạn nhấp thẳng vào cái Motion Array. Ở đây thì có hai cái bản, một bản dung lượng nhiều hơn và một bản chứa những cái hình ảnh ít hơn, thì các bạn có thể tùy chọn. Và các bạn có thể tạo một cái project mới. Và tiếp theo các bạn mở những cái hình ảnh mà các bạn đã chọn sẵn. Các bạn có thể chọn những cái bức ảnh mà các bạn yêu thích, hoặc là các bạn chọn cho nó phù hợp với những cái dự án hình ảnh của các bạn, các bạn cho vào cái. Ok, như vậy là các cái bức ảnh mà tôi đã chọn sẵn cho vào đây. Và đây là cái giao diện của cái mẫu này. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái mục đầu tiên là cái CN01, hoặc là các bạn vào cái mục ở đây. Đầu tiên là cái CN01 và các bạn vào tiếp theo cái MAX1. Ở đây thì có cái dưới cái thanh timeline ở đây thì là nó có cái Shot 01 và cái Title 01. Nhấp vào cái Title 01 thì các bạn có thể chỉnh sửa lại cái nội dung, và cái Shot 01 thì các bạn nhấp vào thì thay đổi cái hình ảnh hiển thị ở trên cái giao diện màn hình. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn cần chọn để cho vào. Đây là những hình ảnh dọc. Các bạn ấn chuột vào, các bạn sẽ ấn chuột phải tìm xuống dòng scale to frame size, và nó sẽ hiển thị ra tràn màn hình. Các bạn có thể thấy là cái hiển thị hình ảnh đã bắt đầu nó chạy slide ở đây. Và cái CN02 tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp chuột vào, và các bạn vào cái mục MAX02, và tiếp theo vào cái Shot02. Và để hiển thị hình ảnh, và các bạn sẽ tìm chọn những hình ảnh và các bạn sẽ kéo thả vào, và ấn chuột phải Scale to Frame Size để cho nó tràn ra ngoài màn hình. Và các bạn có thể di chuyển tùy biến theo cái tư duy khung hình của các bạn. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh thứ hai, số 2 đã được import vào, và nó đang hiển thị, nó đang chạy. Và tiếp theo ở đây thì cái mục hình ảnh số 3. Cái cách làm này nó cũng như là cái cách làm số 1 và số 2, nó rất là dễ. Và tiếp theo là cái ở vây vào nốt cái mục mà Shot 03 là tìm theo một cái bức ảnh phù hợp, và các bạn kéo thả vào.
Như vậy hiện tại là các bạn đang có 3 cái bức hình đó, và cứ thế tiếp theo là các bạn cứ lần lượt làm từ đầu đến cuối. Nếu mà các bạn nào muốn kéo dài cái hình ảnh này thì đương nhiên là khi làm xong các cái đoạn ở đây thì các bạn gói lại và các bạn import xuất ra thành một video, và tiếp theo các bạn lại làm lặp lại cứ thế các bạn nối, hoặc là các bạn có dư điều kiện thì các bạn mua thêm một cái mẫu với hiệu ứng khác để cho nó sống động và đẹp mắt. Đây là cái bức ảnh số 4 và tiếp theo Max 04 và tập Short 04, và tìm một cái bức ảnh và kéo thả vào. Cách làm rất đơn giản, quan trọng là để có được cái mẫu này để sử dụng cho cái hình ảnh dự án video của các bạn. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh hiển thị trình chiếu rất là đẹp mắt. Và ở đây thì tiếp theo là cái mục mà sửa lại cái tiêu đề. Ở đây thì cái nhấp thẳng chuột vào cái Object Memory thì cái nhấp thẳng chuột vào đây các bạn có thể thay đổi, và các bạn thay đổi lại cái nội dung. Đó, như vậy là cái nội dung mà tôi chỉnh sửa lại là thể kỷ niệm ngày cưới là nó đã hiển thị lên cái mục full text. Và ở đây thì cái hình ảnh số 2 cũng vậy, cách làm thì cũng tương tự như là cái số 1. Và đây là title 02 và nhấp thẳng chuột vào cái khu vực ở đây. Đó, như vậy là cái các cái bước mà cái cách chạy lại cái text để sửa lại, cập nhật lại cái text nó đã hiển thị. Cách làm rất là đơn giản, có nếu mà những cái bạn nào mà mới làm quen với cái phần mềm Adobe Premiere Pro thì các bạn xem cái video này, các bạn có thể tự làm cho mình được một cái video hình ảnh slideshow xịn sò ở trên cái phần mềm Premiere Pro. Đó, các bạn có thể thấy là những cái hình ảnh và những cái phun chữ đã được chỉnh sửa và sắp xếp lại cái hình ảnh thay đổi. Đây là một cái video mà cực kỳ hữu ích và cực kỳ là cần thiết với những các bạn nào mà chưa làm quen với cái phần mềm Adobe Premiere Pro này, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để lấy cái mẫu này, để các bạn có thể là làm cho cái hình ảnh kỷ niệm của mình hoặc là cho cái dự án khách hàng của mình, để cho hình ảnh thêm sống động và chuyên nghiệp với cái mẫu trình chiếu ảnh cưới kỷ niệm lãng mạn này. Thì cái video tôi chia sẻ với các bạn với cái mẫu Premiere Pro trình chiếu ảnh cưới kỷ niệm lãng mạn và đậm chất điện ảnh này, thì cái video chia sẻ đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.